Tiểu sử Thanh Ngân, mỹ nhân sân khấu cải lương 20 năm tầm vẫn nhà tơ. Trong thời đỉnh cao của nghệ thuật sân khấu cải lương, có biết bao nữ nghệ sĩ tài sắc đã làm sống lại hình ảnh của những tuyệt sắc giai nhân trong lịch sử. Và nổi lên như một mỹ nhân của sân khấu cải lương sau năm 1975, nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân sở hữu nhiều nét tương đồng với thần tượng của mình là cố nghệ sĩ Thanh Nga. Từ gương mặt sáng sân khấu, mái tóc dài thướt tha và giọng hát mượt mà, chị giống cô Thanh Nga đến kỳ lạ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Thanh Ngân từng mơ ước trở thành một luật sư. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để cập nhật những video mới nhất hoàn toàn miễn phí nhé! 3 tuổi đã bập bẹ tập hát tuồng. Thanh Ngân là con gái út của hai nghệ sĩ Hoài Châu, Kim Hoa. Sinh ra trong đại gia đình nghệ sĩ tài danh, có 3 đời theo nghề hát từ thập niên 1930 đến nay. Bà cố là bầu gánh hát Tân Hí Ban, bà ngoại là nghệ sĩ Tư Hai Len và mẹ là nghệ sĩ Kim Hoa, nên dòng máu cải lương dường như đã thấm vào chị từ thuở còn nhỏ. Ngay từ khi lên 3 tuổi, dù giọng nói ngọng nghịu, nhưng cô bé Thanh Ngân đã bập bẹ bắt chước bà và mẹ trong những lúc mọi người tập tuồng. Thông minh, lành lợi nên bé Ngân học lỏm rất nhanh. Có một dịp Thanh Ngân được theo bà ngoại sang nhà nghệ sĩ Phùng Há chơi. Khi nghe bà kêu biểu diễn thử, cô bé đã không ngần ngại, mạnh dạn chạy ra giữa nhà, vừa ca cải lương, vừa làm những điệu bộ minh họa. Mọi người khi đó không ai nhịn được cười và ai cũng thầm nghĩ rằng sau này Thanh Ngân sẽ là một nghệ sĩ cải lương có tài. Lớn lên một chút, Ngân đã theo cha mẹ lưu diễn khắp các gánh hát từ miền Tây, miền Đông tới các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Đến tuổi đi học, Thanh Ngân được cha mẹ gửi cho cô ruột nuôi để đi học, còn cha mẹ theo gánh hát đi diễn khắp các tỉnh lân cận. Lớn lên trong niềm đam mê sân khấu, ước mình sẽ trở thành một nghệ sĩ tài danh được nhiều người yêu mến. Nhưng bên cạnh niềm đam mê lớn lao đó, Ngân còn ấp ủ cho mình một ước mơ khác là trở thành một luật sư giỏi, đem đến công bằng cho mọi người, cho xã hội. Học đến hết lớp 9, gia đình lâm vào cảnh sa sút về kinh tế nên cha mẹ không thể tiếp tục gửi tiền cho Ngân theo học nữa. Phải bỏ học, từ bỏ ước mơ của mình, Ngân buồn và thất vọng lắm. Để phụ giúp kinh tế cho gia đình, Thanh Ngân bắt đầu đến với sân khấu cải lương, năm ấy chị vừa tròn 18 tuổi. Cha chị, kép chính Hoài Châu, đã nhận thấy ở chị tố chất tốt của một nghệ sĩ cải lương nên động viên chị đi theo bộ môn nghệ thuật này. Với sắc vóc mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp và giọng ca mượt mà, sâu lắng, Ngân nhanh chóng được nhiều người biết đến. Theo các đoàn hát như Hương Tràm, Hương Bưởi, Minh Tơ đi diễn khắp các tỉnh, khó khăn vất vả trăm bề đối với một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt như Thanh Ngân. Nhưng cũng chính từ đó, chị mới thấy rằng mình không thể dứt cái nghiệp này ra được. Đến năm 18 tuổi, chị bắt đầu với sân khấu cải lương chuyên nghiệp, theo cha mẹ lưu diễn khắp các đoàn như Tiền Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Sông Hương, Sài Gòn 1, Minh Tơ, Huỳnh Long. Và tới khi được vào đoàn hát Trần Hữu Trang, Thanh Ngân đã là một nghệ sĩ thực thụ với giọng ca ngọt ngào, lối diễn xuất có thần. Khối giải thưởng đồ sộ. Nhận thấy tài năng của Thanh Ngân, nhà hát Trần Hữu Trang cho chị đi học ở trường nghệ thuật sân khấu của nhà hát. Năm 1996, vừa tốt nghiệp xong là chị nhận được huy chương vàng giải Trần Hữu Trang với vai Võ Thị Sáu trong vở Người Con Gái Đất Đỏ. Thanh Ngân nhớ kỷ niệm lần đầu tiên khi đứng trên bục vinh quang. Khi đứng trên bục vinh quang nhận huy chương vàng, Ngân dường như không tin đó là sự thật. Ngân đã khóc thật nhiều, khóc vì hạnh phúc, vì vui mừng và vì nhiều thứ nữa. Nhưng điều quan trọng nhất mà Ngân nghĩ đến lúc ấy là mình đã thực sự chiến thắng được bản thân. Bên cạnh đó, Thanh Ngân không ngừng khẳng định mình qua các giải thưởng đạt được như trong tuồng Trà Hoa Nữ. Vai diễn cảm động sâu sắc này đã giúp chị đạt được giải Mai Vàng do báo Người Lao Động tổ chức. Đến năm 2002, chị tiếp tục giành giải Mai Vàng trong vai Lan, vở Lan và Điệp. Năm 2004, chị lọt vào top 5 giải diễn viên tài sắc do báo Sân Khấu tổ chức. Năm sau đó, trong vai Lượm của vở Cung Đàn Nào Cho Em, Thanh Ngân đã đạt huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Với giải thưởng này và quá trình cống hiến cho sân khấu với tất cả tâm huyết, chị vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2009, trong vai Tâm, vở Cổ Tích Thời Hiện Đại, chị tiếp tục đạt huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Trong cả hai năm 2009 và 2010, chị được cúp vàng giải thưởng HTV Awards, giải thưởng nữ diễn viên cải lương được yêu thích nhất.
Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Hậu duệ của Thanh Nga. Thanh Ngân được khán giả cho là hậu duệ của cố nữ nghệ sĩ Thanh Nga bởi chị có một mái tóc dài, đen tuyền như mái tóc của Thanh Nga ngày xưa. Nét mặt xinh đẹp, thanh tú, nước da trắng hồng, đôi mắt long lanh, gợi cảm. Và ngay cả giọng hát mượt mà của chị cũng giống cố nữ nghệ sĩ Thanh Nga đến lạ lùng. Chị bảo, thần tượng của mình chính là cố nghệ sĩ Thanh Nga. Ngân mê, thần tượng cô Thanh Nga dù chỉ được coi cô diễn qua truyền hình, băng phim thôi. Từ hồi 15 tuổi, được mẹ cho một tấm hình cô Nga là Ngân cất kỹ, ngắm hoài. Ngân cứ ước ao có cơ hội diễn lại vở tuồng nhắc nhớ thần tượng của mình. Cô Nga đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong vở Bên Cầu Dệt Lụa. Bây giờ Ngân có diễn thế nào đi nữa cũng khó mà so sánh được với cô. Vì mê và thần tượng Thanh Nga, muốn làm điều gì đó cho người mình yêu kính, nên dù biết vai diễn Quỳnh Nga trong vở Bên Cầu Dệt Lụa vốn gắn liền với tên tuổi Thanh Nga, chị vẫn quyết định diễn lại. Và sự táo bạo của chị đã được đông đảo khán giả đón nhận. Chị chia sẻ, mà dù có bị chê trách đi nữa qua vai diễn Quỳnh Nga, Ngân cũng chịu. Chỉ cần qua vai diễn đó, khán giả yêu cái lương có dịp nhắc lại cô Nga là Ngân thấy vui, như đã làm được điều gì cho người mình yêu kính. Còn có niềm tự hào nào sánh bằng được là hậu duệ của cô? Dấn thân theo nghiệp hát đến nay gặt hái được khá thành công, nhưng Thanh Ngân chưa bao giờ cảm thấy tự mãn với những gì mình làm được. Chị bảo, nghệ thuật là một con đường dài vô tận, đòi hỏi người nghệ sĩ phải đi, đi mãi. Chị luôn đòi hỏi mình phải cố gắng thật nhiều trong từng vai diễn để đáp lại những tấm chân tình của khán giả một cách tốt nhất. Cải lương gần như đã ăn vào máu thịt của tôi. Dù khổ cực đến mấy cũng nguyện một lòng theo đuổi nó đến cùng, chị nói. Lặng lẽ làm từ thiện. Gần đây, mọi người ít thấy Thanh Ngân trên sân khấu bởi lẽ chị đang tập trung cho những dự định làm từ thiện của mình. Chị bảo, trước kia trong nước hay ngoài nước, cứ có show mời là chị nhận lời. Và chị đã dành 90% thời gian sống mỗi ngày cho việc ca hát nên hầu như ít được nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng vài năm trở lại đây, chị đã suy nghĩ và quyết định điều tiết lại một chút để có thời gian cho những dự định riêng đang còn dở dang. Hồi đó, do hoàn cảnh gia đình, cuộc sống khó khăn, ba mẹ tôi đều là nghệ sĩ nhưng đời sống vất vả, nghèo khó. May mắn là tôi cũng biết ca hát nên tôi đã mạnh dạn bước chân vô nghề để mưu sinh, để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Và cũng vì thế, tôi phải từ giã ước mơ học tập lên cao. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật vừa qua, tôi đã ổn định được cuộc sống gia đình, lo được cho cha mẹ, thu nhập ổn định cho bản thân. Do đó, bây giờ là lúc tôi dành nhiều thời gian cho việc bồi dưỡng kiến thức và tìm lại ước mơ học tập của mình. Thanh Ngân bộc bạch. Thanh Ngân đang âm thầm tham gia rất nhiều hoạt động, đóng góp từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Chị làm từ thiện không vì mục đích nào cả, ngoài tình thương của một người đã từng có hoàn cảnh nghèo khó dành cho những người đồng cảnh ngộ. Chuyện quan tâm, chia sẻ với người khác có lẽ cũng bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa. Vì người thì thành công, vì mình sẽ thất bại mà Ngân đã nghiệm ra trong quá trình hoạt động nghệ thuật và cả trong cuộc sống của mình. Hiện tại Ngân nói, mình tạo ra một nhóm gồm 7 cô gái, sống với nhau như một gia đình, đã và đang cùng nhau đi trên một quãng đường đời, phân công nhau thực hiện các chương trình cải lương Phật giáo với mục đích từ thiện dưới tên gọi Công ty Trơn Tâm. Chị đã bỏ tiền riêng, thực hiện trên 10 cuốn DVD gồm những bài ca cổ Phật giáo và trích đoạn những câu chuyện về Phật, phát không cho công chúng. Với tài năng bẩm sinh và giọng ca trời phú, dù ít xuất hiện trên sân khấu, nhưng chắc chắn khán giả sẽ không bao giờ quên giọng ca của chị. Chị đã là một cái tên sáng giá mà mỗi khi nhắc đến sân khấu cải lương Việt, người ta không thể quên, cũng giống như cố nghệ sĩ Thanh Nga, người mà chị ngưỡng mộ. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!